Rồi, xin chào tất cả em học sinh lớp 7. Thì trong clip trước thì ở trong bài số 2 thì thầy đã hệ thống hóa kiến thức lại cho các em rồi đúng không nào? Trong clip hôm nay thì thầy sẽ quay cho các em ở phần bài tập bổ sung. Nhưng mà ở cái bài số 2 này thì cộng trừ số hữu tỉ này thì người ta lại không cho bài tập bổ sung. Nên là thầy sẽ quay cho các em ở câu 2.5 cũng như 2.6 sao để các em nắm được chưa nào? Bài 2.5 các em. Cái bài này là bài tính nhanh ha. Cái biểu thức B này em ghi lại cái đề giùm thầy nha, thầy chỉ hướng dẫn và làm luôn có được không nào, không ghi lại thì mất thời gian của thầy, rồi nó đã có sẵn rồi. Quan trọng là các em nhìn vô một cái bài nào đó mà người ta định hướng được cách giải và phương pháp giải như nào đó, thì đó mới là cái quan trọng. Còn khi người ta đặt bút xuống, người ta trình bày là đấy là gọi là cái phần 2, quan trọng là cái phần 1 người ta phải định hướng được. Các em nhìn thầy đây. Trên cái biểu thức B này nó có dấu trừ này, cộng trừ ha. Thì ở đây á, gặp cái dạng này và chúng ta phải nhóm giùm thầy các cái số đối của nó. Các số đối của nó, thầy lấy ví dụ nghĩa là các số đối vào trong một nhóm thì cái nhóm đó sẽ bằng mấy? Cái nhóm đó sẽ bằng 0. Em hiểu không? Ví dụ như 1/5 thì em tìm số đối của nó sẽ là -1/5, thì đó là đây, -1/5 đây. Hoặc là -3/7 thì nhóm với lại 3/7, 5/9 nhóm với -5/9, -2/11 ta sẽ nhóm với dương. Ở đây, ở đây bên đây thì chứng tỏ kết quả nó còn lại là anh này đó, các em thấy mà hiểu nè, đây này, nó còn là cái anh này, nhìn vô là sẽ thấy kết quả ngay. Nếu như cái bài trắc nghiệm thì các em nhìn vô là các em nhận ngắm được và kết quả, tại vì những kia là tạo thành những cặp số đối thì đã là đối nhau thì nó chắc chắn nó sẽ bằng không, hiểu nè. Như vậy thì B, cái đề thầy không ghi lại mà thầy sẽ giải ra luôn nha. Như vậy B thì chúng ta sẽ nhóm 1/5 sẽ trừ 1/5 này. Đó, cộng. Dù các nhóm các em nên để nó là dấu cộng để bên trong khỏi đổi dấu nha. -3/7 cộng với 3/7 cộng 5/9 trừ 5/9 cộng -2/11 cộng cho 2/11 cộng cho 7/13 trừ cho 7/13 và trừ ở đây là 9/10 16 là chúng ta để riêng ra. Các em hiểu nào? Các cái nhóm này thì bằng mấy? 1 2 3 4 5, 5 số 0 tròn trĩnh ha. Trừ cho 9/10 16, như vậy thì kết quả của chúng ta đây là -9/10 16 xong. Các em hiểu không? Ok. Rồi, chúng ta sẽ đi sang ở phần B, thể loại ở cái câu 2.6 sao. Sao là hơi khó em. Cái đề bài chúng ta cũng sẽ ghi vào trong vở giúp thầy nha. Nhiệm vụ của thầy là thầy sẽ hướng dẫn cho các em để các em làm. Ok. Được không? Như vậy thì ở đây này, các em thấy này. Cái 1% đây cứ để đó. Tại sao thầy nói để đó? Tại vì những cái phần này này, các em thấy nó giống nhau không? Nó mang tính chất theo quy luật. Ví dụ như các em thấy này, 100 trừ 99 thì bằng 1 này, 99 trừ 98 này. Nhưng mà nó giảm dần một đơn vị. Nó giảm dần một đơn vị. Như vậy ở trong chương trình lớp 6, những cái bài nâng cao mà tính tổng S các em, chắc có lẽ các em còn nhớ những cái phần nâng cao thầy hướng dẫn em tính tổng S, thì nó có một công thức rất là quan trọng. Ví dụ như ở đây này, ví dụ nó tăng một đơn vị thì trên đây nó sẽ là số 1. Ở dưới này ví dụ như từ 100 mà tới 98 thì là 2 đơn vị, thì chỗ đây phải sẽ là số 2. Chúng ta làm như nào đó nó phải có số 2. Hoặc là ví dụ như là 3 đơn vị thì ví dụ như 100 xuống cho 97 thì chỗ đây phải là 3 đơn vị, đúng không? Rồi 97 xuống 94 xuống 91 ví dụ, thì chúng ta phải tạo ở trên này nó phải là số 3, ví dụ như thế. Nhưng ở đây là một đơn vị thì ở phía trên này nó đã có một đơn vị sẵn rồi này, chúng ta không cần phải tạo gì hết. Mà các em áp dụng tại công thức này, 1/n nhân cho n cộng 1. À, thì bây giờ cái này chúng ta sẽ tách ra trở thành là 1/n trừ cho 1/n cộng 1. Cái này thầy lấy ví dụ ở đây luôn để các em hiểu nha. Ví dụ như là 1/2 × 3 đi, các em thấy tăng một đơn vị này, thì ở đây chúng ta sẽ tách ra trở thành là 1/2 trừ cho 1/3. Thì khi đó chúng ta sẽ áp dụng ở trong cái bài này là sẽ ra. Các em hiểu chưa? Ok. Rồi bây giờ thầy sẽ làm luôn để em thấy nha. Rồi bây giờ chúng ta sẽ giải nè.
Dạ như sau em nha, bài này khá khó chứ không phải dễ đâu. Được nè. Rồi, như vậy thì ở đây chúng ta có nè, ta trình bày chỗ này trước. Ta có là 1 1 phần 2 thì cái đây nó có thể tách trở thành là 1 phần 1 trừ cho 1 phần 2 thì cái này sẽ bằng 1 trừ cho 1 phần 2. Tại vì trường hợp này rất đặc biệt, tại vì 1 chia 1 thì chia nó sẽ bằng 1 ở đây. Tương tự như vậy thì 1 2 nhân 3 thì trở thành 1 phần 2 trừ cho 1 phần 3. Tương tự như vậy ở đây đáng lẽ là tới 1 phần 3 nhân 4 thì chúng ta sẽ tách ra. Ở đây chúng ta chấm 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 nghĩa là còn nữa ha. Thì tới cái cuối cùng ở cái bài này chúng ta là 1 phần 99 nhân cho 100 thì bằng 1 phần 99 trừ cho 1 phần 100. Em hiểu chưa nào? Đó, ok. Thì thầy vừa mới áp dụng công thức này để tách cho các em ở trong nội dung trong cái bài như thế này, được chưa? Rồi tiếp tục. Rồi chúng ta nhìn thầy trên bài này, thầy sẽ ghi cái đề lại nha. Nhưng mà thầy cũng sẽ không ghi đề mà thầy sẽ nhóm luôn. Thầy nói là thầy không ghi đề mà thầy sẽ ghi bước thứ nhất luôn này. Mà ở đây này, các em để ý này, một phần 100 trừ trừ trừ, thầy tắt cái anh này riêng ra. Sau đó thầy đặt dấu trừ, thầy mở ngoặc ra, thầy mở ngoặc ra để thầy nhóm, thầy nhóm tất cả cái đây thành một nhóm, thì phía bên trong những cái dấu trừ này nó sẽ biến đổi thành dấu gì? Nó sẽ biến đổi thành dấu cộng. Thầy nói lại, cái 1 phần 100 này thầy cứ giữ nguyên đó nha, thầy giữ nguyên ở đây. Sau đó thầy sẽ mở ngoặc ra, thầy nhóm, và trước dấu ngoặc thầy để là dấu trừ, thì bên trong cái ngoặc này tất cả đều phải biến đổi thành dấu cộng, tại vì đằng trước là nó là dấu trừ nên bên trong phải đổi dấu. Em hiểu chưa nhau? Em hiểu không? Như vậy thì trong quá trình thầy nhóm thì thầy sẽ khôn khéo là chuyển cái thằng này lên phía trên. 1 phần 2 nhân 1 thì thầy chuyển lên phía trên, ghi đầu tiên và trở thành là 1 phần 1 nhân 2. Nghĩa là thầy có quyền đảo 2 nhân 1 thì thầy có quyền đảo trở thành 1 nhân 2 để nó giống với cái này để thầy áp dụng công thức này. Hiểu chưa nào? Đó, như vậy thì C bằng này. Như vậy 1 phần 100 thầy cứ ghi đó, trừ mở ngoặc này. Thầy sẽ đảo đưa cái thằng này lên phía trên và đảo lại cái vị trí ở đây 2 nhân 1 thì thầy sẽ viết trở thành là 1 nhân 2. Tất cả dấu trừ này biến đổi thành dấu cộng 2 nhân 3. Các em hiểu không? Cho tới cộng chấm 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 cộng 1 phần 98 nhân 1 phần 99 và cái cuối cùng ở đây là 1 phần 99 nhân cho 1 phần 100. Hiểu chưa nào? Đó chính là cái bước thứ nhất ta cần xử lý. C bằng này, 1 phần 100 cứ để đó các em, cứ để đó, trừ. Bây giờ này, thầy sẽ tắt cái đây ra giống như ở trên đây. Như vậy 1 trên cho 1 nhân 2 thì cái này tắt ra trở thành là, hồi này kết quả cùng chúng ta nên là đáng lẽ 1 phần 1 trừ cho 1 phần 2 thì 1 phần 1, 1 chia 1 thì bằng 1. Như vậy trừ 1 phần 2. Tương tự, cái này cộng 1 phần 2 trừ 1 phần 3 thì đáng lẽ tới là cộng 1 phần 3 trừ 1 phần 4. Thì các em thấy các cái nhóm đối dạng này chúng ta phải nhìn vào số đầu và số cuối, số đầu và số cuối. Các em hiểu nè, tại vì những cái anh này chúng ta nhóm lại triệt tiêu nó bằng 0 này, hai này bằng 0 này, tiếp tục hai tiếp theo bằng 0 này, thì khi đó triệt tiêu thì chỉ nhìn vào số đầu và số cuối. Nghĩa là cái trong cái ngọt này nó sẽ ra được là 1 trừ cho gì, 1 trừ cho 1 phần 100, chắc chắn là như vậy. Nếu ở trong chương trình lớp 6 bạn nào được học chương trình nâng cao thì cái phần này nó rất là dễ hiểu ha. Ở đây thầy tách ra trở thành là 1 phần 98 trừ 1 phần 99. Ở đây thầy tách ra cộng 1 phần 99 và trừ cho 1 phần 100, cho hết giấy thì xuống dòng em đóng ngoặc lại. Em hiểu không? Đó. Sẽ bằng C bằng tiếp 1 phần 100. Bây giờ thầy sẽ tiến hành nhóm. Thầy tiến hành nhóm, cái số 1 này cứ để đó ha, cộng thầy nhóm hai này một nhóm âm 1 phần 2 ha, cộng 1 phần 2 đúng không, tiếp tục cộng âm 1 phần 3 cộng 1 phần 3 cộng chấm 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 cộng ở dưới đây là âm 1 phần 99 cộng 1 phần 99 và cuối cùng ở đây là âm 1 phần 100. Đóng một vuông lại. Ở đây do nãy thầy làm cho các em ạ. Tiếp tục C bằng tiếp.
Nhưng mà các cái ngoặc này đã bằng 0, chứng tỏ cái phần này nó ra được là 1/100 trừ nó còn lại số nào? Đó chính là còn lại số 1 và số âm 1. À, thật lỗi. 1 trừ cho phần 100 ở đây. Được không? Như vậy C này sẽ bằng 1/100. Bỏ ngoặc ra. Trừ 1 trừ trừ thành cộng này. Hiểu chưa? Đấy. Ok. Rồi. Bằng tiếp. 1/100 cộng 1/100 thì bằng là 2/100 trừ cho 1. Đúng không? Chúng ta quy đồng lên. Hay nói cách khác là cái số 1 này thầy có thể viết trở thành là 100 chia cho 100 được không? Tại vì 100 chia 100 thì bằng 1. Đúng chưa? 100 chia 100 bằng 1. Như vậy C này sẽ bằng tiếp. Thầy lấy 2 trừ cho 100. Phần trăm. Kết quả đây bằng âm 98/100. Ở đây thầy chia 2, dưới đây chia 2 thì bằng âm 49/50. Ta kết luận ở đây vậy. C bằng âm 49/50. Các em nhé. Do nãy thầy tiết kiệm cái tờ giấy này nữa là nó lại trùng với cái phần ở đây. Không sao. Đó. Cách trình bày của chúng ta là như vậy. Các em hiểu chưa nào? Chia vào đây lại nhé. Như vậy thì clip hôm nay tới đây là kết thúc em nhé. Trong clip sau thầy sẽ quay cho em ở cái bài số 3. Ok. Chúc em học tốt nhé. Chất lượng video thầy như thế nào em? Có ok không? Rất ok phải không? Rồi. Bye bye em.